có những hận thù, chúng ta ôm giữ lấy, thậm chí người ta thù đã chết rồi nhưng mà chúng ta vẫn không nguôi. Có nghĩa đó là một sự cố chấp và dằn xé tâm hồn của mình. Nó phản ánh hai điều. Thứ nhất là tâm hồn nhỏ nhen. Người ôm hận thù là người tâm hồn nhỏ nhen. Trên cuộc đời này, cái người vĩ đại không bao giờ để hận thù chi phối. Các vị có thấy một bậc vĩ đại nào trên cuộc đời ôm hận thù với nhân loại, với chúng sinh, với đối tượng nào không? Và nếu người nào ôm hận thù như vậy, người đó không phải là một bậc thánh, người đó cũng không phải là người vĩ đại, người đó là một người bình thường, thậm chí tầm thường. Bởi vì không buông xả được cái ý niệm đó là người tầm thường. Người có ý niệm vĩ đại hơn, cao thượng hơn, người ta muốn đóng góp tốt hơn, người ta trở thành những con người vượt biên giới với tất cả mọi rào cản của hận thù, của ngăn cách. Nhưng mà nếu chúng ta sống bằng ý niệm đó, chúng ta trở thành tầm thường. Và thật sự người mang hận thù không bao giờ làm được việc quan trọng. Như vậy tại vì họ tự cột trói họ trong một phạm vi mà. Cho nên các vị thấy những nhà khoa học, những con người vĩ đại, những con người hy sinh vì sự nghiệp lớn, tất cả những con người đó phải vượt qua khỏi lằn ranh của sự nhỏ nhen thường tình. Sự nhỏ nhen thường tình. Cho nên ôm ấp những cái tâm niệm đó, Đức Phật gọi là những con người sống không có an. Cho nên là người ôm ấp hận thù là thứ nhất tâm hồn nhỏ nhen, muốn 1+1=2. Nhưng mà sự thật rằng có cái gì các vị giải quyết bằng hận thù để kết thúc không? Vì bây giờ á, tôi lỡ tôi đấm các vị, đấm do tôi giận gì đó, các vị thù tôi, các vị tìm cách đấm lại tôi, tôi có nghĩ rằng là à do nó đấm lại mình cho nên là do hồi đó mình đấm nó, bây giờ đấm lại mình thôi mình thông cảm, mình cười khà khà cho nó đấm đi đằng sau, có không? Chừng nào tôi thánh tôi làm được cái đó, có phải vậy không? Còn ở đây chúng ta cứ lẩn quẩn, người ta là trả lại những gì mình gây, nhưng ở đây mình phải tìm cách trả lại những gì mà người ta đã từng gây lớn hơn. Như vậy có phải hận thù leo thang không? Phật dạy trong kinh Pháp Cú rồi, hận thù diệt hận thù. Rồi sao nữa? Đời này không thể có tình thương diệt hận thù, là định lực ngàn thu. Đức Phật nói rồi mà, trong cuộc đời này không có dùng hận thù để giải quyết được hận thù, phải dùng bao dung độ lượng và từ tâm mới giải quyết được hận thù. Như vậy ai làm được việc này? Một người bình thường không làm được. Nếu làm được thì người ta không có quánh lộn nhau, không chửi lộn nhau, không có kiếm cách để gọi là trả thù sau lưng, vân vân. Bởi vì tâm phàm phu nó nằm trong khổ của vô minh, của ích kỷ, của chấp ngã. Không vượt ra khỏi tâm niệm đó làm sao có thể bao dung được. Cho nên bao dung được một người phải hơn người khác mới bao dung được. Còn mình ngang hoặc là dưới hơn không bao giờ bao dung được. Và vì vậy để bao dung phải vượt qua được lòng ích kỷ và cố chấp của mình. Mà người vượt qua lòng ích kỷ cố chấp là người đã sống cao thượng. Đã sống cao thượng rồi mới làm được chuyện đó. Đức Phật làm được không? Các bậc thánh làm được không? Và những con người trong xã hội của chúng ta, nếu là người bao dung độ lượng, rộng lòng và học được giáo lý của Đức Phật, làm được không? Được, tất cả chúng ta làm được. Và vì vậy ta trở thành con người vĩ đại hơn người khác ở chỗ là việc người khác không làm được mà ta làm được, cho nên trở thành người vĩ đại. Vì vậy việc vĩ đại là số ít, cho nên vì vậy người tiểu nhân thì nhiều mà người vĩ đại thì ít. Cho nên phải hiểu điều này rất rõ như vậy. Và người nào làm được điều vĩ đại, người đó sống thanh nhàn không? Sống thanh nhàn, thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Có phải không? Nếu chúng ta không có kẻ thù và chúng ta không có hận thù, chúng ta ngủ yên không? Nhưng mà lỡ chúng ta bị ai hăm dọa trả thù, ngủ được không? Hả? Đạo hạnh chưa yên nữa. Có phải không? Ai mà hăm dọa chúng ta đi, chúng ta gieo oan trái nhiều, nó hăm dọa, nó trả thù chúng ta, chúng ta đâu có ngủ yên đâu. Người mà nằm thẳng hai chân ngủ là người đó không hận thù. Cho nên Đức Phật nói là hạnh phúc thay giữa những người hận thù mà ta sống không hận thù. Đức Phật không bao giờ cho chiến thắng bằng cái vũ lực là Đức Phật đánh giá cao. Đức Phật không cho điều đó quan trọng. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái hành động nào mà chiến thắng bằng cái vũ lực hay là bằng tham vọng sẽ đem đến hận thù. Đức Phật nói là
chiến thắng thì sẽ bị hận thù, mà thất bại thì bị đau khổ. Kẻ nào không màng đến thắng bại thì kẻ ấy mới sống được cuộc đời hòa hiếu an vui. Nhưng mà ở đây, một con người phàm phu không vượt qua được chính mình, không vượt qua được bản ngã ích kỷ tham vọng, ta có thể làm được điều đó không? Một câu nói của Đức Phật chưa đầy 10 giây, nhưng mà một con người của chúng ta bình thường, chúng ta cả đời chúng ta thực hiện chưa trọn. Hãy nói là như vậy. Rất ít người, nếu chúng ta dễ dàng thực hiện được những điều Phật dạy thì chúng ta không có khổ đau. Nhưng mà chúng ta nghiền ngẫm lại những lời Đức Phật dạy đúng không? Đúng, Đức Phật đúng. Chỉ có điều là chúng ta làm không nổi. Cho nên tôi nói rằng Đức Phật không phải làm việc của mấy ông Phật. Phật làm chuyện mà chúng sinh không dám làm hoặc là sợ làm. Chứ Phật không làm chuyện của Phật. Chúng ta ngày xưa chúng ta mới học Phật, chúng ta tưởng tượng rằng Phật làm những chuyện trên trời, trên mây, trên gió, chuyện của mấy ông Phật đi mây về gió. Không có. Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không dám làm. Đơn giản nè, từ bỏ quốc thành, thê tử, vợ đẹp, con sinh để đi tu. Cả một kinh thành lớn vậy đi tu. Bây giờ chúng ta từ bỏ gia đình chúng ta nho nhỏ, một chút liều chanh, hai quả tim chì đó à. Dễ không? Dễ không? Có sự nghiệp nho nhỏ, có đứa con mũm mĩm dễ thương, bắt đầu đi được chưa? Cho nên tôi mới nói rằng cái chuyện đơn giản như vậy đó, chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được không? Cái chuyện đó có quá sức với chúng ta không? Không, chuyện đó chúng ta làm được trong tầm tay. Nhưng mà sao? Tiếc cho nên đâu dám làm. Có phải không? Chỉ có tiếc thôi chứ không phải là không làm được. Phải tôi không tiếc là tôi làm được rồi. Có phải không? Thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật làm những chuyện mà rất là bình thường giữa cuộc đời mà người ta không dám làm, cho nên Đức Phật trở thành vĩ đại. Chứ đâu phải Đức Phật làm gì khủng khiếp lắm đâu. Vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta những điều đó cũng bình thường, nhưng mà nếu chúng ta làm được, chúng ta trở thành gì? Vĩ đại. Vậy thôi. Vậy thì một cái điều rất đơn giản mà chúng ta bị ôm chấp dính mắc để khổ đau, để tạo nên quan trai, để tạo nghiệp, để rồi chúng ta lưu chuyển trong khổ đau, cái này ai xúi? Tự chúng ta xúi. Tự cái đố kỵ, tự cái ganh tị, tự cái thù hận, tự cái ngã mạn, tự cái cố chấp của chúng ta, nó xối con người chúng ta vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta trầm luân khổ đau là vì chúng ta không tự chiến thắng được mình bằng những cái đó. Chứ đâu có cái gì mà ghê gớm hết. Cho nên người sống tự tại trong cuộc đời là họ chinh phục được những cái ý niệm xấu nào là họ trở thành tự tại. Cho nên ở Phật vừa rồi tôi có giảng một cái bài giảng là sống ác là kẻ yếu đuối. Tôi có giảng cái bài này, người ta nghe như một nghịch lý, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì họ không chiến thắng được họ, họ sống ác. Họ sống bằng đủ thứ ích kỷ, cố chấp và tham tàn, gọi là mạnh nữa. Cái người đó nô lệ cho tham vọng, cho sân si, cho thù hận của họ. Như vậy con người của họ bị đày đọa bởi những ý niệm đó, là gọi là họ mạnh à. Quan niệm mạnh của Đức Phật không mang cái nghĩa là một con người đó đi đánh thắng người ta để cướp của người ta đem về để thỏa mãn lòng tham cho mình, gọi là mạnh. Đức Phật cho đó là kẻ yếu đuối, kẻ nô lệ lòng tham. Đức Phật dạy kẻ thắng mình mới là kẻ có sức mạnh. Cho nên là trong kinh Pháp Cú có một câu là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình, thắng lấy mình là chiến công anh liệt. Nhưng bao nhiêu người được chiến thắng lấy mình? Vô cùng hiếm. Và người nào có tu tập dữ lắm, người nào có mở rộng lòng dữ lắm, người nào có trải từ tâm dữ lắm, người nào có buông xả dữ lắm, thì họ mới chiến thắng được họ bằng những tâm niệm tầm thường, thậm chí thấp hèn như vậy. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái quan niệm nhìn nhận của Đạo Phật ngay cái chỗ này. Cho nên Đạo Phật trở thành có trí tuệ là ở chỗ đó. Còn những cái nhìn nhận của người đời là nhìn nhận tương đối theo dòng lẫn quẩn của ân quán giang hồ. Phải nói là như thế.